Mở đầu chương trình hôm nay là thông tin về một mẫu xe mới vừa ra mắt. Thưa quý vị, ngày 3 tháng 8 vừa qua, Nissan đã chính thức ra mắt mẫu xe sedan hoàn toàn mới Almera tại thị trường Việt Nam. Nissan Almera hoàn toàn mới với slogan dám bứt phá, phản ánh cách thức mà Nissan Almera sẽ thay đổi những tiêu chuẩn đã quá quen thuộc trong phân khúc B sedan, mang đến cho khách hàng lựa chọn tối ưu khi cân bằng được đầy đủ các yếu tố, công nghệ tiên tiến, vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu và giá bán cạnh tranh. Trong những năm gần đây, Nissan đã có những thay đổi mạnh mẽ mang tính quyết định trong việc thay đổi hình ảnh thương hiệu. Các sản phẩm đều mang thiết kế thể thao cá tính và hơi hướng tương lai. Mở màn với mẫu Nissan Navara 2021 mạnh mẽ được ra mắt hồi đầu năm và nay được củng cố với mẫu xe Nissan Almera nổi bật và bứt phá. Nissan Almera hoàn toàn mới được truyền cảm hứng bởi ngôn ngữ thiết kế Emotional Geometry, đậm nét hiện đại và trẻ trung. Xe sở hữu kích thước ấn tượng với chiều dài 4.495mm, rộng 1.740mm và cao 1.460mm. Chiều dài cơ sở đứng đầu phân khúc với 2.620mm và khoảng sáng gầm xe là 155mm. Xe được trang bị cụm đèn pha full LED lớn dạng boomerang ôm trọn dải LED chạy ban ngày cùng lưới tản nhiệt V-Motion đặc trưng, đồng bộ cùng đèn hậu LED dạng mũi tên. Gương chiếu hậu được gắn trên thân xe thay vì cột A là một trong những điểm đột phá của Nissan Almera. Thiết kế này giúp mở rộng tầm quan sát và hạn chế điểm mù, đồng thời tăng tính khí đồng học trên xe, giảm đáng kể tiếng ồn khi vận hành. Hai bên gương có tính năng gập điện, chỉnh điện và tích hợp camera. Điểm nổi bật trong khoang nội thất của Nissan Almera phải kể đến là vô lăng đi cách, tích hợp phím điều khiển, ghế lái Zero Gravity được thiết kế dựa trên công nghệ NASA. Ngoài ra, mẫu xe cũng cung cấp cho người sử dụng màn hình hỗ trợ lái tiên tiến 7 inch và màn hình giải trí AIVI 8 inch. Xe có 3 phiên bản MT, CVT và CVT cao cấp với 6 lựa chọn màu sắc gồm trắng ngọc trai, đen, đỏ, bạc, xám và cam. Nissan Almera hoàn toàn mới là sản phẩm đầu tiên và duy nhất trong phân khúc B sedan được trang bị động cơ 1.0 lít turbo tăng áp, sức mạnh 100 mã lực tại 5.000 vòng một phút và mô men xoắn cực đại lên tới 152 đến 160 Nm. Tại tốc độ 2.400 đến 4.000 vòng một phút, xe có khả năng tiết kiệm nhiên liệu đặc biệt ấn tượng trên tất cả các điều kiện vận hành trong và ngoài đô thị, với mức tiêu thụ nhiên liệu khi vận hành trên đường trường là 4,2 lít trên 100 km đối với bản Almera MT và 4,4 lít trên 100 km đối với bản Almera CVT cao cấp. Định hướng về công nghệ vốn luôn là điểm mạnh và ưu tiên hàng đầu của Nissan. Công nghệ chuyển động thông minh Nissan Intelligent Mobility luôn được gắn liền với các mẫu xe Nissan và đặc biệt thể hiện rõ nét trên Nissan Almera hoàn toàn mới. Với hàng loạt trang bị an toàn cao cấp, Nissan Almera đem lại cảm giác lái tự tin và tăng thêm niềm tự hào cho chủ sở hữu, nâng tầm tiêu chuẩn cho phân khúc B sedan như camera toàn cảnh 360, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang, khởi hành ngang dốc. Các công nghệ an toàn khác còn có camera lùi, hệ thống chống bó cứng phanh, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, hệ thống phân bổ lực phanh điện tử, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống kiểm soát lực kéo, 6 túi khí. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với mức giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT như sau. Almera MT 469 triệu đồng, Almera CVT 529 triệu đồng, Almera CVT cao cấp 579 triệu đồng. Nissan Almera hoàn toàn mới sẽ được bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước. Sản phẩm sẽ được giao đến tay khách hàng vào đầu tháng 9 tới. Trong thời gian từ ngày 10 tháng 8 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021, nhà phân phối sẽ áp dụng chính sách ưu đãi đặc biệt lên đến 40 triệu đồng cho 1.000 khách hàng đầu tiên ký hợp đồng và nhận xe Nissan Almera cụ thể như sau.